Chào các bạn nhé, rất vui lại được gặp lại các bạn. Hôm nay thì chúng mình sẽ đi kết một bạn thỏ. Con thỏ này thì chúng ta làm dễ và nhanh lắm các bạn ạ. Cái này để dễ làm móc đeo chìa khóa thì rất là đẹp nhé. Đây, gọi là một chú thỏ tai dài. Bây giờ chúng mình cùng đi kết nhé. Dây phải này của chúng ta sẽ sâu 4 hàng. Và dây trái chúng ta chéo qua. Dây dài quá. Sau đấy thì dây phải này của chúng ta này, chúng ta sẽ sâu 3 hạt. Dây phải sâu 3 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Các bạn nhìn nhé, bây giờ chúng mình sẽ đi này, sẽ đi là dây đi sẽ đi qua 3 hạt này nhé. Đấy, bắt đầu từ hạt này luôn. Đây các bạn nhìn, bắt đầu từ hạt này. Dây trái chúng ta sẽ tiến một hạt. Dây phải này của chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Dây trái chéo qua. Đấy. Tiếp tục chúng ta lại tiến một hạt nữa. Dây trái. Các bạn nhớ chưa? Vừa rồi là chúng ta là hai vòng này và vòng này nhá. Và dây trái tiến một chúng ta hai nhá. Bây giờ lại dây trái lại tiếp tục tiến một hạt. Chỗ này nhìn nếu mà không để ý là các bạn sẽ bị rối. Sau đấy thì dây phải của chúng ta lại sâu tiếp 2 hạt. Chúng ta gọi là đi xung quanh của cái vòng đầu tiên đấy. Dây trái chéo qua. Và rồi, cuối cùng là chúng ta sẽ lấy dây trái của chúng ta sẽ tiến 2 hạt này. Các bạn nhìn chúng ta sẽ tiến 2 hạt này nhé. Để chúng ta làm thành một hình vuông đấy. Đấy. Và dây phải hoặc dây trái cũng được, chúng ta sẽ lấy một hạt. Để dây kia chéo qua. Đây. Các bạn nhìn bây giờ nó như kiểu cái xúc xắc ấy. Đấy, bốn mặt giống nhau. Đấy. Và dây phải của chúng ta này, chúng ta sẽ sâu 3 hạt. Chúng ta lại tiếp tục đi xung quanh bốn cái hạt này các bạn nhé. Dây phải của chúng ta lại sâu 3 hạt. Cái này thì thực ra là chúng ta làm là dây trái chéo qua. Chúng ta làm nó sẽ đi theo cái hình vuông đấy đấy các bạn ạ. Đấy. Và tiếp tục dây trái tiến về bên trái một hàng. Dây phải này của chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Dây trái chéo qua. Tiếp tục dây trái lại tiến một hạt. Dây phải này của chúng ta sâu 2 hạt.
dây trái chéo qua, dây trái chéo qua. Dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái hai hạt. Và dây phải hoặc dây trái cũng được, chúng ta sẽ lấy một hạt để dây kia chéo qua. Đấy, các bạn nhìn thấy đó là hình chữ nhật đấy. Tiếp tục này, các bạn sẽ làm y như cái vòng này cho mình, giống như thế này, thêm một hai vòng nữa. Giống y như cái vòng này, cũng đi xung quanh bốn cái hạt này, giống với vòng này cho mình nhé. Thêm hai lần nữa. Đấy, các bạn làm thêm hai hàng nữa như thế. Chúng ta giống hệt nhau nha các bạn. Và bây giờ dây phải này của chúng ta này, chúng ta sẽ sâu 3 hạt. Các bạn sẽ sâu 3 hạt nhé. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái chéo qua này. Bây giờ dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái một hàng. Các bạn tiến về bên trái một hàng. Và dây phải này của chúng ta sẽ chỉ sâu một hạt thôi. Dây này sâu một hạt. Dây trái chéo qua. À, dây phải chéo qua. Các bạn nhìn dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái một hàng. Và chính cái dây phải này chúng ta sẽ tiến về cái hạt trên này. Đấy. Chúng ta sẽ lấy một hạt để hai dây chéo qua nhau. Các bạn sẽ đi cước này. Cái dây cước sẽ đi về đây nhé. Dây trái sẽ ngược sang bên phải. Và dây, cái dây phía trên trên này này, chúng ta sẽ đi về một, đi cước về hai cái hạt này. Và chéo qua cái hạt này nữa. Để hai dây chéo qua nhau đấy. Mình không muốn cắt cước nên mình sẽ đi thế này. Đây. Các bạn nhớ sẽ đi hai dây chéo qua nhau ở đây. Các bạn quay ngược này đi cho dễ. Và bây giờ chúng ta sẽ chập hai dây lại. Mình sẽ cho một hạt màu đen bên này. Một hạt màu đen bên này.
và chéo qua nhau bởi một hạt màu trắng. Tiếp tục chúng ta lại chập dây lại. Lại dây trái một hạt màu trắng, dây phải một hạt màu trắng và chéo qua nhau bởi một hạt màu đỏ. Tiếp tục dây trái một hạt, dây phải một hạt, các bạn nhìn đây, chúng ta sẽ đi cước qua cái hạt này nhé, hạt ở ô thứ 1, 2, 3, ô thứ 3 của cái dây bên này, chúng ta sẽ chéo sang dây bên trái, chéo sang bên phải và dây bên phải chéo sang bên trái, qua bởi cái hạt mình bị ngược tay. Đây, các bạn dễ hình dung ra. Đây, mình quay lại nhé. Đấy. Sau đấy thì chúng ta sẽ đi để hai dây cước gặp nhau. Chúng ta buộc lại ở đây là xong nhé. Cho hai dây cước gặp nhau. Đấy, hai dây cước gặp nhau thì các bạn buộc lại nhé. Các bạn cắt cái cước này đi. Chúng ta sẽ cắt cái cước này đi. Chúng ta cắt cước đi. Xong. Và các bạn nhìn này. Bây giờ chúng mình sẽ đi này. Các bạn sẽ đi cước ở cái chỗ hạt này. Thực ra đi ở hạt nào cũng được. Nhưng mà mình sẽ muốn đi ở hạt đấy để đến khi mình đi ra ngoài. Thì nó không bị. Đây, chúng ta sẽ đi cước qua này các bạn. Đi qua cái hạt này nhé. Chúng ta sẽ sâu 3 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Tiếp tục. Các bạn nhìn. Dây trái chúng ta sẽ đi xung quanh, tiến về bên trái. Các bạn tiến tiếp về đây. Sau đấy dây phải của chúng ta, chúng ta lại sâu 2 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Tiếp tục. Dây trái tiến 1 hạt. Dây phải lại sâu 2 hạt. Dây trái chéo qua. Chúng ta sẽ tiến này. 1, 2.
Chúng ta là thực ra là đi xung quanh cái vòng 4 đấy đấy các bạn nhé. Đấy. Chúng ta sẽ tiến về hạt này nữa. Này. Sau đấy thì chúng ta sẽ lấy một hạt để chúng ta buộc lại. Này. Các bạn cắt cái cước này đi nhé. Cắt cái cước đi. Đấy. Chúng ta cắt cước đi. Bên này chúng ta cũng làm y như thế thôi. Chúng ta cũng sẽ đi qua 4 cái hạt này và chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Cái này thì chắc là các bạn sẽ tự làm được thôi chứ cũng không cần phải xem mình làm nữa. Vì quá dễ rồi. Đấy, chúng ta cũng đi cước từ đây nhé. Dây phải này của chúng ta cũng sâu 3 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái lại tiến tiếp bên trái một hạt. Các bạn làm y như bên kia thôi, không có khác một chút nào cả. Chúng ta sẽ sâu 2 hạt này. Dây trái chéo qua này. Tiếp tục lại tiến một hạt. Và chúng ta lại sâu 2 hạt. Dây kia lại chéo qua. Và rồi chúng ta lại tiếp tục tiến 2 hạt. Và dây nào chúng cũng được, chúng ta sẽ lấy một hạt để chúng ta buộc lại. Đấy. Các bạn cắt cái cước này đi nhá. Đấy. Chúng ta cắt đi là chúng ta xong. Bây giờ các bạn nhìn dưới cái phần này sẽ đến đây chúng ta sẽ có một cái. Đây chúng ta sẽ đi cước qua đây để chúng ta làm tay nhé. Đấy. Tay thì dễ lắm các bạn. Đây. Tay chúng ta sẽ lấy. Mình sẽ đi là màu tím nhé. Hai. Với cả chúng ta sâu 3 hạt này. Đây, chúng ta sẽ sâu ở cái chỗ phần tay này là 3 hạt màu tím và 3 hạt màu trắng. Sau đấy thì chúng ta sẽ vòng một vòng nhé. Vòng dây cước một vòng qua cái qua 3 cái hạt màu tím này các bạn nhé. Chúng ta sẽ vòng một vòng như thế. Đây. Và chúng ta sau khi vòng một vòng chúng ta sẽ đi về 3 cái hạt trắng này luôn. Quay dây về. Hải quay xe. Đây.
Đấy, và các bạn 2 giây cước chúng ta sẽ buộc lại luôn. Chúng ta buộc lại. Các bạn nhớ buộc lại, buộc cho chắc lại. Các bạn giấu mối và cắt cái cước này đi. Chúng ta cắt cái cước đi là chúng ta xong ở bên tay. Bên tay bên này chúng ta cũng làm, các bạn làm y như thế nhá. Mình sẽ không. Đây, chúng ta sẽ tiếp tục đi từ đây. Cước qua. Và chúng ta cũng sâu. Cũng sâu 3 trắng 3 tím y như thế. Các bạn sẽ làm nốt cái này nhá. Mình sẽ cắt cái đoạn này đi. Các bạn sẽ tự làm nốt cái tay về phía bên này. Vì thời gian nó không cho phép nên là mình sẽ. Đấy, các bạn sâu ngược vòng lại cái này. Sau đấy thì vòng lại 3 cái hạt màu trắng. Thôi được rồi. Đấy, chúng ta sẽ sâu ngược cái dây trắng lại về đây. Về ba cái dây cước, về ba cái hạt trắng rồi chúng ta lại buộc. Đấy. Các bạn cắt cái cước này đi. Chúng ta cước như là chúng ta xong một cái tay rồi. Nữa rồi. Các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đi làm cái phần chân này. Các bạn nhìn phần chân. Chúng ta sẽ đi cước qua. Đây, qua cái hạt này. Ui, sao thế? Đây, chúng ta sẽ đi cước qua đây. Chúng ta sẽ chập dây lại. Dây trái 1, dây phải 1 và 2 dây chéo nhau bởi một hạt các bạn nhé. Đấy. Đây. Tiếp tục chúng ta lại chập dây lại. Dây trái 1 hạt. Dây phải 1 hạt. Và chéo nhau bởi một hạt màu. Các bạn tiếp tục lấy 2 mỗi bên một hạt màu. Các bạn thích pha màu gì thì pha nhé, chứ không phải nhất thiết là cứ như mình. Và rồi chéo nhau. Ôi. Và rồi chéo nhau bởi một hạt. Đây, chúng ta đã làm được như này. Sau đấy thì chúng ta lại mỗi dây một hạt màu trắng. Dây trái một hạt, dây phải một hạt. Đấy. Và các bạn nhìn nhé, chỗ này này. Chúng ta sẽ đây. Đây, chúng ta lại quay cái, chúng ta lại sâu cái dây cước về cái hạt mà chúng ta đi đầu tiên. Mình lại bị. Ui, chặt quá. Chặt quá, mình lại phải dùng cái dây đây như thế này. Và dây nào cũng được, dây này cũng được hoặc dây này cũng được. Chúng ta sẽ lại đi cước về cái hạt này các bạn nhé. Vì cái dây bên này nó bị chặt. Này. Đấy, chúng ta sẽ đi cước về. Và chúng ta buộc lại. Các bạn nhớ là quay cái phần. À đây. Dây bên này. Mình còn thiếu một hạt.
các bạn buộc dây cước lại luôn nhé. Nhưng các bạn quay cái phần hạt màu vào phía trong, về phía phần của đấy. Các bạn nhớ quay cái phần hạt này này về phía trong chứ không phải là hất ra phía ngoài nhé. Chúng ta cắt cái cước này đi. Đấy. Cắt cước đi là chúng ta xong. Phần chân, các bạn nhớ các bạn làm từ phía ngoài này vào này. Đầu tiên là 3 hạt, xong lại đến 3 hạt pha. Nhớ như thế này và đi vào trong. Còn phần bên này các bạn làm nốt nhé. Các bạn sẽ tự làm nốt phần chân bên này. Nó y như chân bên này thôi nhé, giống hệt nhau. Đây, chúng ta đã làm xong phần chân và tay. Bây giờ đến phần, các bạn nhìn trên cùng này này, cái phần trên cùng này. Chúng ta sẽ đi dây cước qua cái hạt trên cùng các bạn nhé. Chúng ta sẽ đi dây cước qua cái hạt ở trên cùng này nhé. Sau đấy thì chúng ta sẽ sâu. Các bạn nhìn, 2 hạt trắng, 1 hạt màu, 1 hạt trắng, 2 hạt màu và lại 1 hạt trắng. Sau đấy thì dây của chúng ta sẽ bỏ hạt trắng này lại, đi qua 1 hạt màu. Tùy các bạn pha màu gì nhé. Đây. Đấy. Và rồi chúng ta lại tiếp tục sâu 1 hạt tím, 1 hạt trắng, 1 hạt tím và 2 hạt trắng. Đấy, chúng ta lại tiếp tục sâu. Và chúng ta sẽ đi lại đi cái cước sang bên này các bạn nhé. Các bạn sẽ đi cái cước sang cái dây cước này về cái hạt này. Chúng ta sẽ đi ngược cái dây sang bên này. Đấy. Và tiếp tục dây bên này chúng ta lại làm y như thế luôn các bạn nhé. Đây. Dây của chúng ta sẽ là 2 trắng, 1 màu, 1 trắng, 2 màu. Chúng ta làm y như bên kia thôi. Sau đấy thì chúng ta sẽ lấy một hạt trắng ra, sâu qua hạt màu. Và chúng ta làm y như cái tai bên này thôi các bạn nhé. Đấy. Đây chúng ta sẽ tiếp sâu như thế. Rồi chúng ta buộc lại thôi các bạn nhé. Dây cước dài quá. Chúng ta sẽ buộc hai cái dây sau khi gặp nhau phía bên này, hai chúng ta sẽ buộc lại. Các bạn buộc lại như bình thường ấy. Đấy. Đây. À, cái này mình thiếu mất một hạt màu trắng thảo nào. Thảo nào nó bị. Đấy. Hai dây cước sẽ buộc lại. Các bạn buộc lại. Các bạn giấu mối và cắt cái cước này đi nhé. Cắt cước đi là chúng ta xong phần tai và chúng ta làm đến cái phần đuôi. Phần đuôi thì cái phía cuối cùng này này các bạn chỉ cần đi cước qua, nó đơn giản lắm. Chúng ta sẽ đi cước qua cái hạt cuối cùng này nhé. Xong rồi là chúng ta sẽ
lại lấy có một hạt màu trắng này thôi và một hạt màu tím. Rồi chúng ta sẽ đi qua đây, vòng qua hạt tím như thế này. Chúng ta buộc lại là xong đấy. Mình làm cái đuôi chỉ đơn giản như này thôi. Đây. Sau đây các bạn giấu mối và cắt cái cước này đi. Chúng ta giấu cái mối đi và chúng ta cắt cước đi là chúng ta xong. Các bạn nhớ chạy qua một hai hạt nào đấy để cho nó cái cước nó giữ được cái mối của mình ấy. Các bạn cắt cước đi nhé. Và chúng ta xong rồi. Chúng ta đã hoàn thành rồi. Các bạn cắt cước đi là chúng ta xong. Này. Chúc các bạn thành công nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nếu như mà những bạn nào mà làm móc đeo chìa khóa, các bạn đối với bạn thỏ này thì các bạn có thể làm bằng hạt 6 ly cũng được. Đây là loại hạt 4 ly. Nhưng các bạn có thể làm bằng loại hạt 6 ly cũng sẽ rất là đẹp. Và cũng vừa vặn với cả để làm móc đeo chìa khóa nhé. Chào tạm biệt các bạn.